sự kiện Imagine Vinh Nhơn năm 2024. Thật là đẳng cấp và đẹp quá anh chị ạ. Và đây chính là góc view thực tế tại khách sạn mà Tân Phát muốn chia sẻ nha. Hi, xin chào tất cả quý anh chị và tất cả các bạn ạ. Hiện tại Tân Phát có mặt tại khách sạn 2 mặt tiền đường. Mặt tiền phía trước chính là mặt tiền Đống Đa và mặt tiền phía sau là đường Nguyễn Hữu Cánh nha anh chị. Đó, anh chị có thể xem nha. Và đây chính là hình ảnh thực tế tại căn khách sạn này ạ. Vị trí của căn khách sạn này là đối diện là có rất là nhiều khách sạn và là các cái trung tâm tổ chức các cái sự kiện về du lịch, về thể thao, về sân tập golf và bến du thuyền. Hiện tại căn khách sạn này với cái diện tích là 90m², rộng là 5m và bờ dài là 18m, 4,5m, diện tích sử dụng là hơn 500m² nha anh chị. Vỉa hè rộng 5,5m, lộ giới lên đến 36m luôn đó anh chị ạ. Mặt sau là gần giáp với hồ sinh thái Đống Đa. Và căn khách sạn này nằm hướng là hướng đông bắc nha anh chị. Đó, anh chị có thể xem nha. Và hiện tại căn khách sạn này mới xây, khá là kiên cố luôn. Móng bằng đầu tư toàn bộ đồ gỗ tốt, nội thất cao cấp đầy đủ tiện nghi. Và căn khách sạn này có 11 phòng cho thuê, trong đó là gồm có 6 phòng đôi, nem đơn và phòng ăn, nhà bếp nằm ở tầng 2 nha anh chị. Tầng trệt đỡ trống, hai cửa trước, sau tiếp khách và đỡ xe đó anh chị ạ. Thì theo Tấn Phát đánh giá thì căn khách sạn này nằm ở vị trí cực kỳ là đắc địa luôn đó anh chị. Như trước video Tấn Phát vừa chia sẻ là có một số cái sự kiện tổ chức ngay ở cạnh khách sạn luôn. Là căn khách sạn này có thể phục vụ cho thơ khách du lịch nè, cho thơ một số khách vãng lai, một số khách đi làm hoặc là đi công tác gần ở khu cảng Quy Nhơn đó anh chị. Hoặc là nếu mà quý anh chị sở hữu căn khách sạn này, có thể cho những đối tác công ty thơ dài hạn. Đó là tùy theo mà anh chị có thể sở hữu và cho thơ theo mục đích mong muốn nha. Thì hiện tại chú đang rao bán tòa khách sạn này với giá là 9,5 tỷ thương lượng nha anh chị. Đó là trong thời điểm hiện tại thì căn khách sạn này rao bán với giá là 9,5 tỷ thương lượng nha. Thì với cái mức giá này là khá phù hợp trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện tại đó anh chị. Căn khách sạn này có rất là nhiều hướng view luôn. Hướng view nhìn vào Đầm Thị Nại, nhìn vào cảng Quy Nhơn, nhìn vào hồ sinh thái Đống Đa. Và đây chính là view thực tế của tòa khách sạn này đó anh chị. View này nhìn vào Đầm Thị Nại, nhìn vào cái cầu Thị Nại, nhìn vào cảng Quy Nhơn đó anh chị. Đó, anh chị có thể xem nha. Và đây là hướng nhìn vào hồ Đống Đa, nhìn vào thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp đó anh chị. Đó, anh chị thấy không ạ? À, đây là video thực tế trong cái ngày sự kiện Imagine Quy Nhơn năm 2024 đó anh chị. Đó, đang biểu diễn nhảy dù nè, đó, đua thuyền, bánh pháo hoa, bay phở lại cam đó anh chị.
Và đây là một số hình ảnh Tấn Phát chia sẻ đến anh chị. Anh chị có thể xem nha. Đó, nhìn khá là đẹp luôn đó anh chị. Đó, anh chị có thể xem. Và chim ngưỡng ạ. Thì với cái tòa khách sạn mà hai mặt tiền đường như thế này, mà với cái mức giá là 9,5 tỷ thương lượng, là khá là hồi trong thời điểm hiện tại đó anh chị. Và trước khi kết thúc video thì Tấn Phát chia sẻ thêm một số cái hình ảnh linh vật con rồng tại Quy Nhơn đợt vừa đầu Tết đó anh chị. Đó, anh chị có thể ngắm thơm à. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.